Sau đây cô xin giới thiệu đến các con một số bài văn hay, một số bài văn mà cô cảm thấy trong đó các bạn đã thể hiện được rất nhiều tình cảm đối với gia đình của mình. Và bài văn thứ nhất đó chính là bài văn của một bạn tên là Bình. Em là Bình, học sinh lớp 2A, trường tiểu học Trung Văn. Câu đầu tiên bạn chưa giới thiệu ngay về gia đình nhỏ của mình đúng không nào? Bạn giới thiệu về bản thân mình trước để cho người đọc có thể hiểu được là ai là chủ nhân của bài văn này. Gia đình em gồm có 4 thành viên. Bố mẹ em đều 30 tuổi. Bố em làm nhân viên văn phòng, còn mẹ em là giáo viên. À, câu tiếp theo bạn mới giới thiệu về gia đình của mình và có những ý sau đây. Thứ nhất đó là gia đình gồm có số thành viên là 4 và bố mẹ thì đều 30 tuổi. Ở đây bạn đã không nêu lên tên của bố mẹ mình mà bạn nêu lên được ý là bố mẹ số tuổi là 30 và nêu lên là nghề nghiệp. Bố em thì làm nhân viên văn phòng, còn mẹ em là giáo viên mầm non. Và tiếp theo bạn lại kể về thành viên thứ tư trong gia đình mình. Bởi vì sao? Bạn đã giới thiệu mình ở đoạn đầu tiên rồi, ở câu đầu tiên rồi, nên bạn không giới thiệu lại nữa mà bạn kể tiếp đến thành viên thứ tư trong gia đình. Thành viên thứ tư của nhà em là bé Tuấn. Em vẫn nằm trong bụng mẹ. À, đây là một điểm rất thú vị đúng không? Bạn kể về một thành viên cuối cùng trong gia đình mình, tuy chưa ra đời nhưng chính cái sự mà bạn kể về thành viên đó, việc bạn kể về thành viên đó có nghĩa là bạn cũng đang mong chờ và bạn đã lưu ý ở trong suy nghĩ của mình.